Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm những cánh hoa mọc rải rác ra ở ngoài cái phần đu con lại như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ vạt đều cái phần đu giữa cánh hoa và lá như thế này nhé. Theo thì chúng ta sẽ vạt một cái cánh tròn ở đây. Vạt một cánh tròn như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục vạch phân thưa ra. Sau đó mình sẽ ghi một cái đường hình vòng cung ở ngoài, tạo thành một cái cạnh hóa nhỏ. Giống như là hình trái tim màu xanh ở trên nhé. Sau khi có một hình trái tim như thế này thì mình sẽ tiếp tục tỉa ở đây một đường. Vậy là chúng ta đã tạo thành một cánh hoa đầu tiên.
kể thêm hai đường ở bên cạnh như thế này nhé. Vậy là chúng ta đã tỉa xong hai cạnh hoa rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tỉa thêm một cạnh ở đấy nữa. Đầu tiên vẫn là công đoạn bạn còn lại. Xong thì chúng ta sẽ làm một cái cạnh hoa tròn đầu tiên nhé. Ta sẽ tỉa thêm cái hai cái đường như thế này ở cạnh trái tim này nữa nhé. Như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới. Xin chào tạm biệt.